Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại video Pen Pro.vn. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng bút Sao Thiên S206. Dòng bút có đệm tay cầm định vị thì đây rất là đặc biệt. Các bạn nhìn này, giúp các bé cầm bút đúng khi dùng bút mực. Thì các dòng bút định vị trên thị trường gần như rất ít dòng có cái rãnh lõm xuống như này, và cái hai bên vắt để giúp các bé cầm bút chuẩn ba ngón này, bên dưới này thì hơi lõm một chút để cầm tay được thoải mái hơn. Ngoài thì ngoài kim tinh êm trơn, viết rất là trơn này. Đấy, viết rất là trơn luôn, không lo bị gai. Và nét này, nét chữ chuẩn ori. Thì cái dòng bút này đóng nắp rất là nhẹ, nó không như các cái dòng bút khác mà các bé phải rút rất là khó mới ra được. Nhưng dòng bút này rất là nhẹ và thuận tiện. Bút thì có ruột bơm mực đấy, dạng xoắn như này đấy. Các bạn cầm ở đây các bạn rút hẳn ra thì cái bút này vừa dùng được mực ống mực nọ như này đấy, mực nọ của Sao Thiên 25 mm tím hồ điệp đây, vừa dùng được mực nọ này, vừa dùng được mực ống tiện ích. Thì các bạn lắp đầu nhỏ của mực ống, các bạn ấn vào đây kêu cạch cái là viết được. Còn mực này chúng ta phải bơm mực. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn qua ba cái bốn năm cái màu chính: màu xanh ngọc, màu xanh dương, màu cam, màu tím khoai môn này mới ra của Sao Thiên nhé, và màu hồng trắng này, rất đẹp, năm màu cực kỳ đẹp luôn. Và cái đầu bút này nhìn rất dễ thương, các bạn nhìn này, đầu bút rất dễ thương đấy, rất dễ thương đấy. Thì bây giờ mình sẽ hút mực cho các bạn viết thử cho bạn xem nhé. Đấy, thì mình hút cái màu tím khoai môn này với cái nọ mực Sao Thiên tím hồ điệp 25 mm của Sao Thiên nhé. Ok, đây là cả vỏ của nọ mực Sao Thiên 25 mm đây. Đây, trên này gắn tem tím hồ điệp rất là chắc chắn và hiện đại. Cái hộp này mình rất thích cái hộp này, đây, ép nhũ rất đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ hút mực, mình cho cái nọ mực ra. Ok, sau đó mình rút cái nắp này ra này, rút nắp ra. Rồi và bây giờ mình sẽ xoáy cái vỏ ra, mình lấy cái ruột này mình hút mực. Các bạn xoáy ngược theo chiều kim hồ thì cái bít tông này nó xuống bên dưới, và sau đó các bạn cho vào. Các bạn xoáy xuôi theo chiều kim hồ để hút mực lên nhé. Đấy, nhưng mình đã hút được một ít như này rồi. Mình chỉ hút một ít như này thôi. Sau đó hút lên đây, mình vẫn hút lên một chút nữa để cho mực trôi vào trong. Và mình sẽ chuẩn bị một chút gì ăn, là mình sẽ lau cái sạch cái đầu đi. Rồi. Sau đó mình sẽ cắm vào trong bút như bình thường. Rồi. Các bạn chỉ việc cắm vào và sau đó các bạn xoáy vào. Rồi. Bây giờ mình xoáy, mình cất cái nọ mực này đi. Ok, bây giờ mình sẽ viết thử cho các bạn xem nhé. Các bạn chỉ cần cắm ruột mực vào và các bạn lau cái đầu này đi cho nó hết lớp dầu là mực đã trôi xuống như bình thường rồi này. Bây giờ mình sẽ viết chữ chăm ngoan học giỏi hoặc là chăm chỉ luyện tập nhé. Chăm chỉ viết chữ nhé. Đấy, cho các bạn xem nét chữ của bút 206 như nào nhé. Đấy, chăm chỉ viết chữ, viết rất nét, rất là thích luôn. Các bạn nhìn này, cái nét chữ của cái cây bút Sao Thiên S206 này viết rất êm và trơn. Các bạn nhìn kỹ cái đầu phần đầu ngoài này, rất trơn và ngoài này cực kỳ thép, rất là bền. Thì các bạn viết lâu không sợ bị hỏng ngoài nhé. Thì đây mình đóng nắp vào, rất là dễ đóng này. Đấy, rất nhẹ nhàng, nó không như các dòng bút khác nó nặng nề. Dòng bút này rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Đây các bạn xem là 5 màu đấy. Ok, cái video giới thiệu bút Sao Thiên S206 của mình đến đây kết thúc. Thì hy vọng nếu các bạn muốn đặt các dòng bút này thì các bạn có thể vào Shopee Sao Thiên, hoặc là các bạn vào Shopee hoặc Facebook của Sao Thiên để các bạn đặt những dòng bút này nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.